Hai máy bay phục vụ bên tay trái đó, mình nhìn thấy những cái đồng người ta nuôi con hầu ấy nhá, trong miền Nam gọi là con hào á. Hiện nay mình đang lên cái đường cao tốc này là đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Trước kia đi từ Hạ Long sang Hải Phòng mất 1 tiếng rưỡi đến khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đi từ Hạ Long sang Hải Phòng chỉ mất khoảng 40 phút thôi. Mình đang đi đến cái đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng, cao tốc đó. Chúng đi đường cao tốc thì chúng ta thấy rồi, rất êm. Đây là rest area ở trên đường cao tốc Hải Phòng. Theo anh hướng viên này là nhà vệ sinh rất sạch, chuẩn 5 sao và được miễn phí. Mà bán chạy ở khu vực này thơm quá, cà phê sữa đá 35 ngàn, bánh bao nhìn thấy rất chuẩn. Rest area Việt Nam bán đồ ăn hoành tráng. Ừ, đây nó vậy đó mẹ ơi. Cũng thêm đến muối cà phê 35 ngàn. Nghĩ cao tốc này rộng ghê chứ. Trạm dịch vụ V52 Hải Dương. Cảm ơn các bạn. Quý vị cứ nhìn cho con 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Đúng rồi, mua này sướng hơn mua ngọc trai. Cái này cũng ok vậy thôi. Ờ, cũng được. Ừ, hoành tráng luôn. Cái lâu đài đây nè. Cái bên tay trái lâu đài thôi. Đây toàn lâu đài thôi. Hồi tối nay mình có ngủ lâu đài luôn. Tư nhân ạ. Trời ơi, trời ơi. Ở đây có lâu đài Thành Thắng, nó to gấp khoảng 5 lần cái lâu đài bên tay phải và 5 lần. Ờ, có bể bơi ở ngoài trời. Có vừa bể bơi ngoài trời mà vừa bể bơi trong nhà nữa. Cái này lên cái đầu. Ừ. Hai người không lạnh hết. Hay là ta kéo phòng qua bên phòng hai người đi cái nó cộng. Hay nhé, cô chú nha, vì chúng ta mình đi tham quan này có góp phần gọi là hòa nhập. Một phần hòa nhập và cũng là một phần gọi là ghi nhận cái tôn giáo, sự phát triển tôn giáo ở tại Việt Nam. Thì cho hỏi một chút này, ai mình đi nè, mình giơ tay cho Hà để Hà biết nè. Bây giờ như này là thực ra thì mình phải có đủ số lượng người nhá, đủ tiêu chuẩn mới đi được nhá. Được. Bây giờ cho hỏi là gia đình nào không đi mình giơ tay vào sao nào? Mười ờ, một gia đình. Đi coi những người không đi đấy đúng không? Đây là những người giơ tay không đi đúng không? Đi công giáo, đi đạo công giáo. Đi coi chứ không đi. Không đi cái này thì mình về khách sạn nhé, bởi vì mình quá quá nửa số lượng người rồi, cũng đủ tiêu chuẩn để đi đâu. Nhá. Thôi đi. Ba người rồi, mình nhìn mặt bé ngơ ngác. Không, bây giờ không phải lăn tăn đi, không đi nữa. Rất nhiều người không đi. Nhá, về khách sạn nghỉ ngơi nhá. Không có nói qua nữa nhỉ. Tắt luôn, dịp tập tắt luôn nhá. Phải lăn tăn thì cả. Đấy chú ý nhá, con tạo điều kiện cho cô chú là con hỏi cho cả đoàn nhá. Và rất rõ ràng rất nhiều người không đi. Vì vậy mình về khách sạn nhé, nghỉ ngơi thế thôi. Còn nếu chú bắt taxi, tôi có thể bắt taxi từ đấy đi, từ khách sạn mình đi là khoảng 60 cây, từ khách sạn mình đi khoảng 60 cây nhé. Đó, cũng sẽ đổi với nào ta chút xíu như vậy, rất nhanh. À, một cái gọi là nhanh nhóm và một cái dòng tắt cũng rất là nhanh nhé, quý vị nhé. Còn phải đi luôn không, nhiều đấy, hơn một nửa công giáo đấy, hơn một nửa công giáo. Thực ra thì như này này, chương trình lần này mình đi có quá nhiều ngôi chùa. Chiều mai mới tham quan chùa rồi. Đi công giáo cũng là một cái rất hay. Thực ra thì mình người theo công giáo đi chùa cũng để vãn cảnh. Và người theo chư phong Phật giáo đi nhà thờ cũng là để, thứ nhất là để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Và nơi đó là một trong kiến trúc cực kỳ độc đáo, mang đầy đủ hội tụ văn kiến trúc của cả ba miền Bắc Trung Nam, văn hóa của ba miền Bắc Trung Nam và hội tụ cả nét Á Đông cũng như nét phương Tây ở trong đó nhé quý vị nhé. Nhưng mà thôi đoàn mình không muốn cho mình đi, mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi thôi ạ. Còn bây giờ thì ra bụng đã căng, ra mắt đã trùng. Quý vị mình nghỉ ngơi chút xíu nhá. Anh Hà phát nước luôn anh à. Ờ trời, anh mới vừa được nghỉ ngơi chút xíu nhá. Trời ơi, bị kêu rồi. Khoảng tầm
6 giờ. Hôm nay về mà thấy dạng 5 sao cơ mà. Dạng 5 sao cơ mà. Có bãi biển không? Có bãi biển không? Có bãi biển đây. Bãi biển đây. Ngày qua nó nhảy xuống lạnh quá, nó nhảy lên. Cái hồ bơi nó lạnh quá à. À, hồ xoàn. Có thể đến tiếp đo ở đây được mà đo miễn phí nhá. Xem mình đeo hồ xoàn thật hay xoàn giả. À, để chúng ta mình có để học thêm một chút là mình biết là một cái viên hột xoàn nó giá trị như thế nào, được đánh giá từ những khía cạnh nào. Vì vậy trước khi rời khỏi Hạ Long này chúng ta về dư thời gian ta mình tham quan hột xoàn tí nhá, để học thêm kinh nghiệm về hột xoàn nhá. Và ai nếu như ai nó có nếu có hột xoàn thử lên đo thử xem hột xoàn mình có đạt tiêu chuẩn không nhá quý vị nhá. À, phải hỏi cô Hằng. À đúng rồi, chị mà hỏi chị Phương Hằng. Đại Nam. Hỏi bà Phương Hằng á. Chị Hằng có mày mình thấy bá không đưa hai cái bàn tay ra. Hai bàn tay nó đẹp, cái này cũng đẹp. Hả? Màu Mỹ nằm chỗ đó hả? Mỹ nằm đó đó. Có tới 2 mỏ luôn mày. Nhiều. Nè, giữa xây nè, ai không biết. Và cái nào vừa tay làm cái mình đeo mình cứ đi. Nhưng người dân Việt Nam của chúng ta ưa chuộng cái dòng đó chính là ngọc trai của Trung Quốc. Thì khu vực miền Bắc của chúng con ở đây, ngọc trai Hạ Long cũng là một trong những sản phẩm o cóc 5 sao được tỉnh Quảng Ninh công nhận. Cùng với đó nữa là ngọc trai Hạ Long cũng là bảo vật của du lịch Hạ Long đó. Thì con xin thưa con đây đang cầm một sợi ngọc trai, nó sẽ tùy thuộc vào to thì nó sẽ là nhiều năm, và nó nhỏ hơn một chút xíu đâu tầm khoảng 3-4 năm cũng có. Và cái sợi này của chúng con muốn xin giới thiệu nữa, đó chính là kim cương được nhập khẩu từ Bỉ. Vâng ạ, và cho con cho phép cho con hỏi trong đoàn nhà chúng ta có các cô chú nào kim cương, đúng không ạ?
cái viên còn lại sẽ không nên điểm thì xem nó là sản phẩm gì. Dạ vâng ạ. Quý vị nhìn cho con. Okay. Là kim cương đó. Đúng không ạ? Bạn cảm nhận là đã đúng rồi đúng không ạ? Vâng, viên bên này tiếp tục cũng là thật thì sao? À, nó lên không ạ? Cầm lên. Tại vì nó không phải là kim cương đâu mà nó lên. Nó là đá xe xét. Nó là kim cương không? Thì chúng ta dùng một thời gian, chúng ta sẽ phát hiện ra, nó sẽ bị ra chảy xước. Và thứ hai là sẽ bị xỉn màu và xuống màu. Chính vì nó không phải là kim cương nên là nó phải như thế đấy ạ. Chúng ta chỉ dùng một thời gian thôi, nó sẽ bị nó ham, chúng ta thì nó cũng ham. Thứ hai nữa là nó bị xỉn màu và xuống màu. Quý vị có thể quan sát cho con nè. À, quý vị nhìn không ạ? À, quý vị nhìn thấy không ạ? Là sao họ đang xem vừa tròn vừa vặn với cái viên kim cương đó để đem lại cho chúng ta cái sự may mắn khi chúng ta sở hữu cái viên kim cương đó. Thứ hai nữa là mặt viền giữa của cái viên kim cương này sẽ có 57 đến 58 sắc cắt. Vậy thì cái sắc cắt này nó tạo lên cái vẻ đẹp như thế nào đối với viên kim cương? Thì cho phép Hồng Nhung xin lấy cái bút và lấy ánh sáng trắng sẽ chiếu trực tiếp vào cái viên kim cương cô đang dùng nhé. Cho con chúng ta một chút. Cô sẽ soi luôn. Chúng ta biết không, một sắc cắt đẹp thì tạo lên một viên kim cương đẹp khi chúng ta sở hữu. Và thứ hai là gì ạ? Khi chúng ta soi ánh sáng trắng vào, nó sẽ tạo lên cái độ lửa của kim cương nó rất là mạnh. Nghĩa là chúng ta khi con soi vào đây đẹp, đúng không ạ? Nó lóe lên và chúng ta thấy cái lửa của nó tản ra đây ạ, độ lửa kim cương đấy ạ. Những cái tia đấy ạ, nó tán sắc rất là mạnh và làm mắt của chúng ta thấy chói ấy. Đó là lửa của đá quý, lửa của kim cương. Đó, đây ạ. Nó rất là sắc đấy ạ. Cái viên này cũng có tới 3 lắm ạ. Con nhìn thấy đặc. Đó đấy ạ, GA218535. Đúng không? 202. Và một điều quan trọng nữa, có mã số rồi, có mã chứng thư của cái viên kim cương này rồi, nhưng nó phải trùng khớp với chứng thư kiểm định đá quý của Việt Nam này. Nó mới là một. Tại vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan mà chúng ta không rõ. Đúng rồi, mua này sướng hơn mua ngọc trai. Này rẻ mà, này ghi nhỏ mà. Cái này cũng đẹp. 19 triệu mời. Thì nó nói là 19 triệu. Mười mấy triệu à. 9 triệu. Mua kim cương sướng hơn mua ngọc trai đúng không? Đeo nó dễ hơn. Chị đó được vô nội bộ rồi. Ủa không có thêm chiếc nữa hả? Mà tiền rồi. Ai mà được dẫn vô nữa là bắt được cả tiền. Chồng không lợi lắm thôi đẹp. Cũng cả 2-3 ngàn thôi. Cả 2-3 ngàn á. Công nhận Sang nói đúng á, Sang nó bài trí thì trang nhau à. Không, bớt 10%. Thấy nó cũng ok vậy thôi. Cũng được ha. Đẹp. Đúng rồi, để cái này đã đẹp hơn rồi. Nhiều đẹp hơn. 900. Eo này như này nè. Mình đi ra Hà Nội, rồi Hà Nội,
bây giờ? Chưa. Viettravel là hãng du lịch đầu tiên của... Máy bay thì một chuyến bay phục vụ, hai máy bay phục vụ, một máy bay phục vụ tuyến Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Còn hai máy bay phục vụ tuyến Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hà Nội. Và mà lượng khách du lịch mà đang hiện nay đăng ký của Viettravel thì hãng VU không đủ đáp ứng ạ. Ở đây bên tay trái đó, mình nhìn thấy những cái đồng người ta nuôi con hầu ấy nhá. Trong miền Nam gọi là con hào á. Cái này mình đang lên cái đường cao tốc này là đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng. Trước kia đi từ Hạ Long sang Hải Phòng mất 1 tiếng rưỡi đến khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ đi từ Hạ Long sang Hải Phòng thì mất khoảng 40 phút thôi. Mình đang đi đến cái đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng, đây tuyến đường rất là mới nhá. Mà sau hết tuyến đường cao tốc này mình sẽ đến tuyến đường đạt chuẩn quốc tế duy nhất của Việt Nam. Đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, có tên gọi là quốc lộ 5B. Và tuyến đường đó đạt chuẩn quốc tế duy nhất của Việt Nam mình. Không tuyến đường nào đạt chuẩn thì sau khi mình đi hết tuyến đường này mình đến được cao tốc đó. Chúng đi được cao tốc thì chúng ta thấy rồi rất êm. Lên tuyến đường này thì Hải Phòng Hà Nội thì cho phép chúng ta chạy với tốc độ là 120 km/h. Nhưng mà nếu cái vị đường này mà nếu như mình không để ý tới tômét đấy thì lên đến 150, 160 km/h chuyện bình thường như quý vị nhá. Và mỗi bên sẽ có 4 làn đường và giữa 4 làn đường là tổng cộng 20 là 8 làn đường. Và giữa 8 làn đường này thì có cái làn phân cách và giải phân cách này cũng đạt tiêu chuẩn chiều cao quốc tế. Để buổi tối đi các xe đi ngược chiều dùng đèn pha và đèn xe ngược chiều không bị ảnh hưởng như quý vị nhá. Và toàn bộ mặt đường được giải nhựa chống trơn trượt. Và đây là cái tuyến đường được coi là chuẩn cao tốc đầu tiên của Việt Nam mình. Ngay cả trạm dừng chân của nó cũng rất là sạch sẽ nhé cô chú nhé. Như trạm dừng chân quốc tế thôi. Cá sấu với rắn trừ vô bình thường.
không có rắn ra, có cá sấu. Cá sấu gì vậy? Ở dưới hồ bơi, trước khi xuống hồ bơi, ở trên có cái cây ghét, ghét cá sấu. Ghê mẹ. Tao sợ cá sấu rồi đâu. Nghe là qua Florida ở là phải nè. Không là phải biết bơi hết. Đây là rest area ở trên đường cao tốc Hải Phòng, Hà Nội. Theo anh hướng dẫn viên này là nhà vệ sinh rất sạch, chuẩn 5 sao và được miễn phí. Rest area rộng ha. Theo anh hướng dẫn nói. Thì anh nói đây là xin đặt chuẩn 5 sao. Phải mua hành đi cà phê sữa đá đi sang. Những đặc sản mà bán chạy ở khu vực này. Bánh bía sầu riêng. Cà phê mua lẹ đi mà người ta đó. Thơm quá, cà phê sữa đá 35 ngàn, hình như giá có mặt sữa đá nữa kìa xem. Quả bánh bao nhìn thấy có hấp dẫn quá mà ha. Trong khu này bán đồ ăn được đó hả? Rest area Việt Nam bán đồ ăn hoành tráng luôn. Ở đây nó vậy đó mẹ ơi. Cũng thêm muốn xin thêm đá không? Xin thêm. Không, khỏi thì thôi. Ở đây cho ít đá. Thêm 10 ngàn gì? Bộ thêm đá là thêm tiền hả? Thêm đá hả? Thêm gì đó thì không biết là 10 ngàn. Cái gì vui vậy? Thường thêm đá là thêm 10 ngàn. Rồi thôi ra xe xong. Hỏi ở anh hướng dẫn đúng không? Anh uống cà phê không? Em mời anh ly. Đâu uống thử coi. Ở trên Sapa uống ngon nha. Sapa uống ngon. Uống ngon nha. Ở đây giống ở bên kia. Chỗ nào ngon anh mời mời, anh gật đầu mà cho mày. Vậy là muốn uống là phải lại mời anh hướng dẫn là anh gật đầu mới đi mua nha. Ngon đúng không? Ừ. Cũng được. Nhưng mà không ngon bằng Sapa, cũng được. Cà phê 35 ngàn. Cà phê này nó không có đậm đặc, nó mùi vị hay giống cà phê bên Mỹ. Chỗ nghỉ cao tốc này rộng ghê chứ. Trạm dịch vụ V52 Hải Dương. Bạc xỉu có sang ngọt không? Cũng không ok thôi chứ không ngọt lắm. Mày thấy cà phê đi dở. Ừ. Cà phê đây uống không ngon bằng mấy cái kia. Cà phê buffet buổi sáng uống ngon hơn. Mảnh đất được coi là dân sâu, được coi là máu lửa của đất Việt Nam mình. Với cái cảng, đất cảng Hải Phòng được coi là một trong cảng đất sâu bậc nhất hiện nay của phía Bắc Việt Nam này. Và ở Hải Phòng thì xin thưa ta mình là đến bây giờ người ta vẫn nhớ đến một vị, một người được coi là có công khai quật cho mảnh đất ấy. Đó là nữ tướng có tên gọi là Lê Trân. Bà cũng là người mà xin thưa ta mình cũng không khác gì cuộc đời với cả chính trắc chính nghi. Với cái tài trí và tài năng của bà thì bà cũng lọt vào mắt xanh của một cái người được coi là thái thú Tô Định. Đấy, Tô Định. Nhưng mà quyết không làm vợ lẽ giặc, đã bỏ nhà đi. Và cũng giống như chính trắc thôi,
là chồng sau khi mà chồng bà bị ám hại thì bà đã kết hợp cùng với cả chính sách chính trị giấy binh khởi nghĩa. Thì đến bây giờ ở thành phố Hải Phòng, giữa quảng trường trung tâm thành phố, vẫn có tượng lưỡng tướng, người ta cảm ơn cái người lưỡng tướng này. Mảnh đất Hải Phòng trời xưa gọi là mảnh đất An Biên. An Biên sau đó thì xin thưa mình là mảnh đất này không chỉ nổi tiếng với cả lưỡng tướng Lê Trân Đâu, mà còn nổi tiếng với cả một người được coi là Trạng Trình, người có thể tiên tri trước lịch sử trước 500 năm. Trạng Trình đã giỏi rồi, nhưng xin thưa ta mình là người mẹ của ngài mới là người giỏi những cái gì nhá. Vì mẹ của Trạng Trình trước khi lập gia đình, trước khi cưới chồng, đã từng tuyên bố với thiên hạ là gì? Lấy chồng sẽ sinh con ra để sẽ làm gì ạ? Làm vua. Làm vua. Thì bà này là người rất giỏi về tướng số, phong tướng số. Và chỉ cần nhìn ở mảnh đất Hưng Yên này thì xin tôi biết là Hưng Yên và Hải Dương này được gọi là mảnh đất Điện Linh Nhân Kiệt nhá quý vị nhá. Hải Dương qua Hà giới thiệu bầu cá nhân trong cái quý trong đoàn rồi. Tuy nhiên thì ở mảnh đất Hưng Yên này thì ta mình lưu ý được mà là có hai người được coi là ông tổ của ngành Đông y Việt Nam. Thuốc Đông y Việt Nam hà ra mình cũng có phải là một lần. Bây giờ cái từ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ấy, từ Hải Thượng Lãn Ông ấy, Lê Hữu Trác là tên riêng của ông, còn từ Hải Thượng Lãn Ông thì sẽ dịch ra theo tiếng Kinh thì tiếng Việt mình mang nghĩa là ông già lười. Ông già lười. Ngay cả những cái món như là bánh cuốn chẳng hạn, mà trải qua người con gái gốc Hà Nội ta làm cũng khác hẳn so với các bánh cuốn ở nơi khác. Khác hẳn là giống như ăn với nước lèo ấy. Nó mềm và nó mỏng. Hà Nam. Kể cả người Việt Kiều dẫn trang cái gì ạ? Không phải ạ. Bây giờ Hà sẽ nói cho nó gắn liền với tên một ngôi chùa. Chùa Hương không phải. Chùa Hương thì hôm qua em đi chùa Hương thì cái này đấy thì mình nhắc không đến 20 lần đâu. Hà nói ít nhất là 20 lần cơ mà. Chùa gì ạ? Đến một chỗ vắng người mình sẽ nói câu cửa miệng là gì ạ? Vắng gì ạ? Chùa Bà Đăng. Vắng như gì? Nhiều hơn đấy. Cuộc đời mình nhắc đến cái từ Bà Đanh này nhiều hơn 20 lần cuộc đời của mình. Nhưng mình cứ nói thành câu cửa miệng thôi. Không biết là chùa Bà Đanh ở đâu. Thì xin thưa người ta với chùa Bà Đanh nằm ở tỉnh Hà Nam này. Là chùa có thiệt nhá. Đến bây giờ trong cuộc đời Hà làm một giám viên 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi, chưa đưa dẫn một đoàn nào đi chùa Bà Đanh cả. Mà chỉ tự mình đi khảo sát thôi. Chùa Bà Đanh nằm ở ngay cạnh núi Ngọc. Mặt của nó hướng về dòng sông, trước mặt của đồng bào anh là hướng về dòng sông đáy, lưng tựa vào núi Ngọc. Và chùa Bà Đanh được xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Bây giờ các cái thành phố lớn ta đều làm đường tránh hết, đường tránh thành phố hết, chứ không để chúng ta đi vào trong thành phố đâu. Thực ra thì xin hỏi đoàn ta mình là có hai đường cao tốc duy nhất của Việt Nam là không thu phí nhá. Từ lúc nó làm đến bây giờ là chưa thu phí, đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và cao tốc Hà Nội Bắc Ninh. Vì hai cái đường cao tốc đó là chính phủ làm để phục vụ và cũng sau sự cam kết với cả Samsung là để phục vụ hai cái nhà máy đấy. Vì hai cái đường cao tốc mình không thu phí. Mình bóc ra ấy, là cái cùi nó rất là dày và mình không bị nước nó ra ngón tay mình đâu. Nhưng khi nào mình chọc vào bên trong cái gầy nó bắt đầu nước nó chảy ra và nó rất là dày và cái cùi rất là dày, ăn nó giòn sật sật đấy. Đấy gọi là nhãn Lồng Hương Yên. Mua cũng rất là thơm, nhãn Lồng Yên thì nó ngon nhất trên cả nước rồi. Còn đặc sản của thằng Hà Nam mặc dù mà đất Chiêm Trung cũng có đặc sản nhé, đó là món chuối ngự nổi tiếng nhất, ngon nhất vẫn là tỉnh Hà Nam. Còn đến với đây thì ngoài đặc sản là cơm cháy thịt dê ra thì còn có đặc sản nữa, đó là khoai môn Lệ Phố. Sao xanh một trâu, sao xanh một trâu sơn ba, 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 sao xanh một trâu sơ
Quảng Châu. Ở đây quay xe kiểu lâu đài lắm. Hai ba cái đâu, hai ba cái. Anh đi một đôi mua nên là đi xin em. Ở dưới thì nó phải làm cái chóp. Nhưng mà cái chóp cũng phải vậy đó. Cái gì mà mệt, đi muốn đi bắt cái gì mà mệt. Để cho sao làm lên giữa còn quẹo qua bên hông cái nữa. Quẹo bên hông chỗ nào? Nè. Em tưởng là em muốn đi làm mai mai. S7 hơn bữa cậu không cho nó cái đồng hồ, cho nó cái đồng hồ xong cách nó suối đi cái đồng hồ. Đây toàn lâu đài thôi. Tối nay mình có ngủ lâu đài luôn. Mình ngủ đối diện lâu đài chứ. Bây giờ nước là tư nhân. Tư nhân ạ. Ôi trời ơi. Lâu đài này. Cái lâu đài ăn thua gì để so với Định Bình này, lâu đài này không ăn thua gì cả. Gọi là mắc muối, cái lâu đài mắc muối. Ở đây có lâu đài Thành Thắng nó to gấp khoảng 5 lần cái lâu đài bên tay phải và 5 lần lâu đài mình vừa nhìn ạ. Rồi, xin mời rồi. Hôm nay là mình sẽ ở khách sạn. Bể bơi ngoài trời. Ờ, có bể bơi ở ngoài trời. Có vừa bể bơi ngoài trời mà vừa bể bơi trong nhà nữa. Cái này mình phải đổi người ở người không? Ừ. Không lạnh đó. Hay là ta kéo phòng qua bên phòng hai người đi, chứ nó lạnh quá. Chung mua mà. Ba người. Ừ, cái này cho bông giả đẹp hả? Có nghĩa là y chang như tối này á. Y chang chạy qua ngủ thôi. Lấy ba ly kìa, ba ly có bà ly sẵn rồi kìa. Cô lấy phòng chưa? Lấy phòng chưa trời sang. Cái ba ly, cái bông này thiệt hay giả vậy ta? Bông này đẹp quá. Bông giả mà đẹp quá. Hả? Đi thẳng luôn rồi. Bước vào giữ thẻ mở cửa.
Mai giữ lẻ, còn cái cửa kia là cũng sang giữ. Ủa mày số mấy nhỉ? Sao lại 4, sao lại 4? Mày sao lại 6 cái bên nè? Là huy động.